Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cháu sẽ quay hai con chó. À, một con chó. Cháu đi tìm chuột. Đang tìm chuột. Hôm qua thì hai con đã bắt chuột. Ta cho thêm ba con. Thả thêm con nữa. Con Milan đang ấy. Milan đi, Milan đang thả cọp con nó quậy lắm, nó làm hỏng. Cọp con ở đây làm hỏng hết cây cối. Cọp con thường ra đây thường làm hỏng cây cối. Cọp nặng lắm quý vị ơi. Chắc Milan mình cũng cháu cũng không biết nó có nặng hơn không. Leo. Con cọp con nó hay chạy nhanh lắm quý vị ơi. Chắc là nó lùng sục đi tìm chuột đây ấy. Con cọp con nó hay thật. Vô vào người. Hai con đang ở đây chạy toán loạn. Có bố với cọp con thì hợp với nhau ấy chị nhỉ. Cọp con với Milan ăn chảy rất nhanh. Hai cọp con với Milan chảy tưng bừng. Ý giời. Ôi trời ơi, hai con đang ở đây. Ơ sao nó chạy biến như chạy đi đâu mất rồi. Nó đang ở đây. Dạ, 2 phút bố. Mới có 2 phút. Cốc. Chạy nhanh chứ. Cốc con. Nó chảy bụi luôn. Milan. Milan đang chạy vô kia mất rồi. Cóp. Milan. Vô đây. Cháu đang cầm máy quay cho mấy con này. Nó chạy nhanh quá, không quay kịp và cho nên này. Cóp. Ba con này đang bắt chuột. Hôm qua thì bắt được một con chuột. Hôm nay không biết có bắt được con nào không. Không bắt được con nào thì
Nên là con chuột bắt ra. Yên. Đây. Cọp lại trèo lên nước. Con cọp nó lặn, nó lặn như chân xuống dưới nước luôn. Nó thọc thì nó lặn đó. Ừ, lặn thọc. Ngập đầu thì mới gọi là lặn đó. Ừ. Thò chân sâu xuống nước. Ấy giỡn đây đây. Giập gớp. Ồ. Ôi đây. Mấy phút rồi? Dạ 6 phút rồi. Đỉnh vào chuồng sao vậy? Mila! Mila, 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 Mila! Yep. Rồi. Rồi sẽ quay thế thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ Sĩ Đảo nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay sẽ quay 8 phút thôi.